Vâng, xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Thủy sản 365. Trong cái video ngày hôm nay, em Vĩnh sẽ đưa các bác đi xem mô hình nuôi cá lăng đuôi đỏ và lăng nha giống. Cách chúng tôi chăm sóc quản lý ra làm sao để chúng tôi đưa ra được thị trường đến tận tay bà con tiêu dùng những cái con giống mà khỏe mạnh nhất và những con giống đẹp nhất. Sau đây thì xin mời các bác cùng đi theo chân tôi để ra thăm trang trại nhé. Vâng, xin chào các bác nha, hôm nay sẽ đi cùng em ra thăm trang trại. Đố các bác dưới cái ao này là bọn em thả cá gì đây. Đấy, ao rất là đẹp luôn. Đấy, có mấy cái ao như thế này. Ở trên trang trại thì bọn em mỗi ao lại thả một loại cá khác nhau, tùy theo cái nhu cầu thị trường thì bọn em thả từng cái đối tượng khác nhau. Cái ao này thì hôm vừa rồi bọn em cũng đã xuống cá chép coi nhật nhá. Thì sắp tới cung ứng ra thị trường, bà con nào mà quan tâm có thể liên hệ đặt hàng trước nha. Còn bên này là ao, này là ao cá rô phi Thái Lan bà con nhá. Đấy, cái rô phi này thì cũng vừa xuống 21 ngày. Đấy, 21 ngày rồi thì trong vòng khoảng độ 1 tháng tới là bọn em cũng xuất bán ra thị trường. Tiếp theo cái ao cuối cùng kia là cái ao nuôi cá lăng nha, lăng đuôi đỏ đây. Thì hôm nay mục đích chính là đưa các bác ra thăm cái trang trại cũng như là cùng xem cái con giống cá lăng nha nó phát triển đến cái mức độ nào rồi. Cá này thì ngày xưa bọn em cũng đã xuống con bột cách đây được 1 tháng và bây giờ nó về size rơi khoảng độ 300 con trên 1 kg. Đấy, bây giờ sẽ cho một ít cám xuống đây để cho cá lên ăn và quay trực tiếp cho bà con xem nha. Đấy, cá bắt đầu lên rồi đấy. Đấy, dưới này thì có khoảng 20 vạn. Đấy, 20 vạn con lăng nha như thế này. Cá lăng nha này thì chủ yếu là nuôi ở các hệ thống lồng bè ở ngoài Bắc. Miền Nam thì bà con hay nuôi trong ao cũng như là nuôi trên lồng bè. Cá này thì chủ yếu nuôi ở khu vực miền Nam là nhiều và cái con giống của nó cũng xuất xứ từ miền Nam đưa ra ngoài Bắc. Đấy. Để phân biệt con cá này thì chúng ta thấy cái râu của nó có màu trắng, đấy, phần đuôi cũng có màu đỏ, đấy, gọi là lăng đuôi đỏ là vì thế. Đấy, râu rất là trắng luôn, nhìn rất là đẹp bà con ạ. Lát nữa em sẽ bắt lên trên chậu để cho các bác xem chi tiết hơn nhá. Cái mẫu con cá này thì có giá trị kinh tế tương đối là cao. Cái giá ngoài thị trường thì khi mà bán vào các nhà hàng nó dao động từ 150 đến 200 nghìn đồng trên 1 kg cơ. Đấy, cá này thì chúng ta có thể nuôi nuôi thêm vào trong các cái ao nuôi cá truyền thống. Đấy, thì để và chúng ta nuôi riêng nguyên đối tượng này trong cái hệ thống lồng bè. Ở các cái đập thủy điện thì bà con nuôi cá này rất là nhiều vì cái cá này cũng tương đối là dễ nuôi. Đây em sẽ vần một vần lên cho các bác xem nhá. Lấy cái chậu ra để đưa vào chậu cho các bác xem này. Đấy. Tiến hành đưa vào chậu để cho các bác xem trực tiếp con cá này như thế nào. Cá này to thì sau này có thể lên đến vài 5-3 kg là bình thường nhá. Có những cái con người ta đánh được ngoài tự nhiên lên hàng chục kg cũng có. Đây, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn con cá đều 10 con như 10 luôn nhá. Đấy, cá cùng một đàn nên rất là đẹp. Đây là cá đầu vụ nhá. Đàn đầu tiên của miền Bắc năm 2022. Cái lúc em quay video này là vào khoảng tháng 5, tháng 6 năm 2022 rồi. Đấy. Rất là đẹp nhá. Bà con nào quan tâm về con giống này có thể liên hệ cho em qua số hotline trên màn hình. Chúng em sẽ cung cấp cho bà con nhá. Nếu bà con ngoài Bắc có thể gọi trực tiếp, còn ở miền Nam có thể gọi vào số hotline này. Chúng tôi sẽ cho bà con những cái địa chỉ tại miền Nam để các bác có thể mua giống đời này. Về ngày xưa cũng đăng một số cái video đối tượng cá này thì có rất là nhiều bà con quan tâm ở các cái vùng miền gọi về. Thì xin lỗi là lúc đấy chúng tôi cũng chưa cung ứng được các cái tỉnh ở miền xa. Nhưng bây giờ thì cũng phương tiện đi lại cũng thuận tiện. Thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành làm sao đó để cung cấp được con giống tại nơi cho bà con nhá. Đây, cá rất là đều và đẹp nhá. Bà con quan tâm thì có thể gọi nhá. Còn bên này là có một cái ao rô phi. Đấy, ao bên này là ao cá rô phi bà con nhá. Rô phi Thái Lan đấy. Đấy, tiếp tục chúng ta cùng xem cá lăng đuôi đỏ lên ăn nào. Ngoài cá lăng ra thì trên trang trại chúng em còn cá chép không vảy này. Đấy, các cái loại cá truyền thống đều có. Cá lăng, cá chuối. Đấy, bà con nào quan tâm thì cũng có thể gọi về số hotline để được chúng em tư vấn và cung cấp giống nha.
Đấy, cá lên ăn rất là đẹp luôn. Cá này thì một số bác là mua về để thả vào các cái ao nuôi ghép truyền thống rô phi chăm chép cũng được nhá. Sau này chúng ta xuất bán những cái cá truyền thống kia thì cái con này nó cũng sẽ lên được độ 2 đến 3 kg rồi. Thì có giá trị rất là cao và thịt ăn cực kỳ ngon luôn. Nên bà con nào quan tâm thì có thể liên hệ cho chúng tôi theo số hotline để được tư vấn và cung cấp con giống tại nhà nhé. Cái video của chúng em đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con ở những cái video tiếp theo trong chuỗi chủ đề chia sẻ các cái con giống và kỹ thuật nuôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con ở những cái video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy Sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.